Hello cả nhà, Thảo lại quay trở lại để chia sẻ với mọi người một số cái vấn đề liên quan đến việc là dạy tiếng Anh cho bé từ 1 đến 2 tuổi. Thì như trong cái video trước Thảo đã chia sẻ là từ 0 đến 1 tuổi là một cái giai đoạn rất là dài, đúng không? Cái giai đoạn dài đó thì chúng ta phải làm gì để chúng ta dạy cho con tiếng Anh ở nhà? Thì trong cái giai đoạn mà 0 đến 1 tuổi mà mình đã dạy rồi thì giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi chúng ta sẽ chuyển như thế nào? Còn nếu giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi mà chưa dạy thì chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào? Thì trong cái video chia sẻ ngày hôm nay, Thảo sẽ chia sẻ với ba mẹ về cái vấn đề đó ha. Đầu tiên là nếu mà chúng ta đã dạy từ nhỏ này, 0 đến 1 tuổi á, mà chúng ta đã bắt đầu cho con tạo cái thói quen tương tác cho con ở nhà, tạo cho con cái thói quen nghe nhạc tiếng Anh vào một giờ nhất định nào đó, thì cái giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi này chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào đây? Phải nói qua một chút là giai đoạn mà từ 12 đến 15 tháng tuổi là cái giai đoạn mà trẻ đã bắt đầu có thể nói được những cái từ như là papa, mama, hoặc là như em bé nhà Thảo thì nói là con mèo đó. Thì những cái việc nói những cái ngôn ngữ ngắn như vậy á, nó sẽ giúp cho trẻ là bắt đầu là thích thú với việc nói rồi. Nhưng mà giai đoạn này bé cũng đã hiểu được khá nhiều rồi đấy, đúng không? Nhưng mà bé chưa nói lại được nhiều, và tại vì là hiểu thì nhiều mà nói thì được ít, cho nên là dẫn tới là hay bị gọi là khủng hoảng á. Vậy thì mình sẽ làm như thế nào để mình dạy ngoại ngữ trong giai đoạn này để giúp cho con có thể nghe được nhiều và có thể biểu lộ được những cái mà con thích? Giai đoạn từ 12 đến 15 tháng tuổi thì khuyến khích ba mẹ cho con nghe càng nhiều càng tốt, giống như là giai đoạn trước đó. Tại vì giai đoạn này vẫn là giai đoạn thu nạp chứ chưa phải là giai đoạn output. Thì cho con nghe càng nhiều càng tốt, nghe nhạc tiếng Anh, nghe bài hát ru tiếng Anh, nghe các cái câu chuyện tiếng Anh. Ví dụ như là đọc truyện cho con nghe cũng là một cách để cho con học ngoại ngữ trong giai đoạn này. Và đặc biệt là ba mẹ phải show, phải thể hiện ra được cái sự hứng thú của mình khi con làm được cái gì đó. Ví dụ như là mình sẽ cho con nghe nhạc tiếng Anh nha. Ví dụ bài hát Clap Your Hands hoặc là Head, Shoulders, Knees and Toes chẳng hạn. Thì khi nếu mà con nghe được mà con chỉ được vào các cái bộ phận trên cơ thể là mình sẽ thể hiện sự hào hứng. Clap your hands. Yeah, you did it. Bắt đầu mẹ bắt đầu sử dụng những cái mẫu câu mà để khen con. You did it, bravo. Hoặc là awesome. Oh, I love you so much. Hoặc là I'm proud of you. Thì những cái mẫu câu đó là ba mẹ sẽ phải học, rồi ba mẹ sẽ nói với con để tăng cái độ mà gọi là hứng thú của ba mẹ đối với việc học của con. Thì giai đoạn này là giai đoạn đang truyền động lực mà, cho nên là ba mẹ cố gắng học lấy những mẫu câu khen ngợi đó nha. Một cái yếu tố nữa đó là trong giai đoạn này con đã có thể nói được từ đơn rồi. Ví dụ có nhiều bạn mà biết nói sớm là các bạn sẽ nói được những cái là ball, quả bóng ha, nhìn vào đó và nói là ball, hoặc là book. Thì thay vì mà mẹ chỉ nghe không á, thì mẹ sẽ nói, mẹ sẽ add thêm thông tin vào một cái câu dài. Ví dụ con nói là, con chỉ vào quả bóng và con nói là ball, thì mẹ sẽ nói là this is your big green ball. This is your big green ball. Đó là một quả bóng to, quả bóng của con to và màu xanh. Thì mình nói luôn một lèo như vậy. Tức là mình add thêm thông tin mà bé nói được một từ đơn thôi thì mẹ add thêm thông tin vào, mẹ cứ nói thôi, con cứ nói cái của con, mẹ cứ nói cái của mẹ, nhưng mà hai cái đó nó link lại với nhau và giúp cho bé hiểu được rằng là cái từ ball đó nó xuất hiện trong cái trường hợp như thế nào. Đó là một cách để mình hình thành ngay từ đầu cái nền tảng tiếng Anh cho con á. Rồi ok, đó là giai đoạn từ 12 đến 15 tháng. Rồi giai đoạn từ mà 15 đến 18 tháng thì chúng ta nên dạy như thế nào? Khi mà Thảo nuôi Andy á, thì 15 đến 18 tháng là Thảo đã nói rất là nhiều câu tiếng Anh rồi, đặc biệt là các câu khẩu lệnh. Nghe nhạc thì là một cái chuyện rất là thường xuyên rồi. Nghe nhạc rất là nhiều và hầu như là chỉ cần nghe đến cái âm nhạc thôi là đã biết để chú ý làm theo rồi đó. Thì cái giai đoạn mà 15 đến 18 tháng tuổi á, thì chúng ta nên bắt đầu là nói những cái câu khẩu lệnh cho con. Come here baby. Con lại đây với mẹ nào chẳng hạn. Con lại đây với mẹ nào thì chúng ta nói là come here baby. Hoặc là ôm mẹ cái coi, hug mommy please, kiss mommy, hoặc là give it to me, đưa cái đó cho mẹ nào. Thì những cái mẫu câu khẩu lệnh này sẽ giúp cho bé biết được và bé hành động theo. Những cái câu khẩu lệnh trong giai đoạn này có thể bao gồm những cái hoạt động của mình như là turn off the light, turn on the light, turn off the fan, hoặc là sit down here, stand up. Những cái mẫu câu đó mọi người đừng nghĩ là con không hiểu nha. À mà đặc biệt là không được nói tiếng Việt.
chúng ta không có nói tiếng Việt song song, ví dụ như đứng dậy nào con, stand up, không có cần ha, mình chỉ hành động và mình nói tiếng Anh luôn. Stand up baby là chúng ta demo trước, chúng ta đứng dậy. Sit down baby là chúng ta ngồi xuống. Thì cái việc đó nó sẽ giúp cho con, mặc dù con không nói lại được nhưng mà con hiểu. Thảo đã chứng minh được rồi, có nghĩa là chúng ta khi Thảo nói các cái câu mệnh lệnh như vậy, hoặc là những cái câu đó nói lặp đi lặp lại, vừa nói và vừa hành động liền đó, thì sau này chỉ nói tiếng Anh không và bé sẽ có thể làm theo được. Mặc dù vẫn chưa có thể nói lại được đâu, nhưng mà sẽ hiểu và làm theo ha. Rồi, thì cái giai đoạn cuối cùng của trẻ từ 1 đến 2 tháng tuổi, đó là giai đoạn từ 1 năm rưỡi đến 2 năm á, 18 tháng đến 24 tuổi. Giai đoạn này mà bé nào biết nói sớm là đã có thể nói được 2-3 từ rồi, có khi có nói được một câu luôn rồi. Thì chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta bắt đầu dạy con các cái simple songs, các cái bài hát á. Trước giờ thì vẫn nghe bài hát rồi, nhưng mà giai đoạn này là chúng ta sẽ nghe và hát theo với con. Bây giờ là hát, ví dụ như là If you're happy and you know it, clap your hands. Con hát được hay không là chuyện của con nha. Mẹ vẫn phải hát, mẹ nghe theo và mẹ hát. Để làm chi vậy? Để cho con biết là khi đến cái đoạn này này, đặc biệt là những cái bài hát mà có phụ đề á, thì chúng ta đến cái đoạn này và chúng ta hát theo như vậy, thì nó sẽ giúp cho con vừa có thể nghe được, vừa có thể nhìn được chữ, và có thể vừa hát theo được nữa. Con thấy mẹ hát theo thì nó sẽ kích thích được những cái cảm xúc của con, và có thể con sẽ bắt chước mẹ. Tại vì giai đoạn này là giai đoạn bắt chước mà, cho nên là giai đoạn này là mẹ cố gắng hát những bài hát đơn giản nha. Xong rồi mẹ hát cho con nghe. Mẹ có thể lên YouTube, mẹ gõ chữ Nursery Rhymes và nó sẽ ra rất là nhiều bài hát. Trong một cái series bài chia sẻ trước thì Thảo có chia sẻ về cái cách là chọn bài hát như thế nào cho phù hợp với đứa tuổi rồi, cách thức cho con học tiếng Anh qua bài hát như thế nào, những cái kênh nào thì nên cho con xem. Thì ba mẹ có thể lội ngược lại trong cái YouTube Iflitae Edu cùng con học tiếng Anh á. Trong đó sẽ có chia sẻ với ba mẹ về cách cho con học tiếng Anh qua bài hát ha. Và đương nhiên trong giai đoạn này ba mẹ cố gắng kích thích nói càng nhiều càng tốt, những cái câu khẩu lệnh, những cái hoạt động hàng ngày, ví dụ như đến giờ đi ngủ rồi, it's time to go to bed, hoặc là những cái câu như là con ơi đi đánh răng nhé, now let's brush your teeth. Và cái giai đoạn này mà vừa hát vừa làm theo thì rất là hứng thú. Ví dụ như là bạn nhỏ nhà Thảo không thích đánh răng, nhưng mà cứ đến giờ đánh răng Thảo nói là time to brush your teeth, yeah yeah yeah, I like to brush my teeth. Thảo copy một cái bài hát trong cái Nursery Rhymes Coco Melon, và sau đó Thảo hát lại trong cái hoạt động thực tế của cái việc brush my teeth luôn. Thì bé rất là vui, nó cười. Tức là khi mà cười đó là chắc là đang suy nghĩ đến những cái hình ảnh mà bé đã xem trong video trước đó. Thì những cái hoạt động đó ba mẹ hoàn toàn có thể xem những cái kênh về bài hát thiếu nhi và làm theo. Mình cố gắng một chút, nhưng mà mình sẽ tạo được cái động lực cho con. Đương nhiên Thảo nhắc lại bốn yếu tố quan trọng nhất, đó là nền tảng, môi trường, thói quen và động lực. Những cái đó không có ai làm tốt bằng mẹ đâu, cho nên mẹ cố gắng nhé. Việc học tiếng Anh nó không hề quá khó như mẹ vẫn nghĩ đâu. Nếu mà mẹ mà muốn tạo môi trường cho con nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu và không biết làm như thế nào, trình tự như thế nào cho nó bài bản, thì có thể tham gia vào cái workshop có cái link ở dưới phần mô tả. Những cái thông tin Thảo đã để ở đó, và ba mẹ có thể chỉ cần click vào, ngồi ở nhà kết nối với Thảo, và Thảo sẽ hướng dẫn cho ba mẹ những cái mẹo để ba mẹ có thể giúp con học tiếng Anh một cách rất là dễ dàng, hiệu quả và đơn giản, tiết kiệm nữa. Ok, rất mong được gặp lại ba mẹ tại buổi workshop. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.